Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel của mình. Trong video này mình sẽ cập nhật cho bạn một cái thông tin rất là vui đến từ dự án siêu kêu trên Erop đấy. Mà trước đây cách đây gần 4 tháng mình có ra video hướng dẫn về cách mình tham gia Erop để mà đăng ký nhận 50 cái đồng Sky là đồng quay dự án. Thì sang ngày hôm nay dự án đã mai nét thành công và chính thức là họ đã trả cho mình cái đồng Sky về theo cái địa chỉ ví mình đã thêm ở phần Erop nhé. Và ở video này thì mình sẽ hướng dẫn bạn thêm một cái mạng siêu kêu trên Mynet ở trên ví MetaMask để mình sẽ nhận ESOP cái đồng Sky về đây. Một số lưu ý thì bạn để ý cho mình là tất cả những cái mạng chạy trên Layer 1 thì nó chỉ có mạng riêng của nó và nó không có contract nhé. Nên nhiều bạn sẽ hỏi mình có contract không đấy. Tức là các bạn sẽ hiểu là những cái mạng lưới Layer 1 như là BNB trên, mạng Ethereum, mạng CoDAO hay là những mạng như là mạng siêu kêu trên này đi thì họ đều là một cái layer 1 nên là mình chỉ cần là thêm cái mạng lưới của dự án vào là tự động mình sẽ nhận cái đồng quay nhé. Thì đây mình đã thêm cái mạng là Sky Mynet này thì mình đã nhận thành công 1.470 cái đồng Sky về ví. Và trên dự án này thì thứ nhất thì họ đã có phần stake, còn đối với phần giao dịch thì hiện nay mình chưa thấy là họ cung cấp cái sàn giao dịch nào, nhưng mà họ có một cái trang cầu nối nhé. Cái trang cầu nối thì trang cầu nối sẽ là cái phần mình có thể là kết nối thì mình sẽ là chuyển cầu mình swap, nhưng mà là cái cầu nối này tạm thời tí nữa mình sẽ là tìm nhé. Vừa nãy mình có tìm thấy nhưng mà không biết nó đang ở cái mục nào đấy. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cái bước hướng dẫn về cách mình thêm một cái mạng siêu kêu trên Mainnet ở trên ví. Và cái bước đầu tiên mình lấy cái liên kết thêm vào ví cái mạng siêu kêu trên thì nó sẽ có hai cách. Cách đầu tiên thì các bạn sẽ lấy cái đường liên kết này, mình sẽ để ngay bên dưới phần mô tả mình có ghi là cái đường link để mình thêm cái mạng là siêu kêu trên Mainnet. Và cách thứ hai thì bạn lên cái trang Twitter dự án, bạn tìm đến cái trang siêu kêu trên. Các bạn nhìn thấy một cái đường liên kết đây nhé. Thì các bạn bấm đây là cái đường link chính. Trên cái đường link chính này thì nó có rất nhiều cái đường link website khác như là cái là testnet hay là cái trang Bixer, chính là cái cầu nối đấy. Và cái trang để cho mình thêm vào ví thì nó nằm ở số 2 nhé. Các bạn sẽ bấm cái trang số 2 có chữ là siêu kêu trên AI Mynet Explorer đấy, các bạn bấm đây. Và nếu bạn nào đang dùng máy tính thì các bạn kéo lên một chút như này. Các bạn kéo lên, các bạn sẽ bấm vào cái chữ bên dưới có chữ là đây, các bạn nhìn thấy chữ là cái Sky Mynet vào ví có biểu tượng ví MetaMask nhé. Thì bạn bấm vào đây một cái, nó sẽ tự động nó thêm cho mình vào cái ví bằng cách thêm vào tự động nhé. Và cái trang chính này thì nó cũng có thống kê tất cả cái lịch sử của mình giao dịch, và nó có cái phần là stake ở đây và Bixer đây là cái phần cho mình swap nhé. Nhưng mà hiện tại giờ mình cũng chưa swap được đâu và mình sẽ chờ thêm dự án cung cấp mà thông tin khi niêm yết ở trên cái sàn giao dịch nào hay là swap như nào nhé. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái bước hướng dẫn về cái hình thức nếu như bạn nào mình dùng trên điện thoại thì mình sẽ thêm ở trên điện thoại. Đầu tiên là thêm ở trên điện thoại thì các bạn cũng là lấy cho mình cái đường link này, mình cũng để bên dưới mình ghi là link thêm cái mạng siêu kêu trên vào ví đấy. Và các bạn sẽ là mở cho mình cái ví MetaMask ở trên trên điện thoại lên. Sau khi bạn mở được cái ví MetaMask lên thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần mà có cái hình có cái la bàn nhé. Các bạn bấm lên một cái thì mình sẽ dán cái đường liên kết vào cái phần dApp ở đây thì mình kết nối với trang siêu kêu trên nhé. Các bạn sẽ dán cho mình cái đường liên kết là explorer siêu kêu trên.ai, các bạn bấm vào đi ở đây. Tiếp theo thì bạn kéo xuống cuối trang nhé. Cuối trang này nó sẽ hiện một cái phần để cho mình sẽ thêm tự động nhé. Và bên trên thì thống kê về tất cả cái chuỗi khối mà cái lịch sử người ta đang chuyển những cái đồng quay đồng Sky về ví cho là những cái sự kiện Erop cho người dùng đấy. Đây bạn kéo bên dưới thì sẽ có thứ nhất là cái mình thêm vào ví thì các bạn bấm cái nút là Add Sky Mynet này. Nó hỏi mình là có thêm cái mạng vào ví hay không. Các bạn bấm vào phê duyệt đây, mình sẽ thêm vào cái ví MetaMask trên điện thoại nhé. Ở đây do mình đã thêm rồi và hiện tại thì cái ví của mình thì cái ví này nó cũng không có liên kết với trang Sky,
nên là mình chỉ là hướng dẫn thôi. Và nếu như bạn nào mình muốn thêm thủ công thì các bạn sẽ nhập cho mình bằng tay cái chữ SkyMyNet này và cái ID chuỗi là 0x22, cái URL mạng là cái đường liên kết này nhé. Thì kể cả những cái thông tin mà thêm bằng tay này mình cũng để ngay bên dưới phần mô tả cho bạn thêm nhé. Nếu mà thêm bằng tay thì các bạn chỉ cần đây, các bạn nhìn thấy là thêm bằng tay thì mình sẽ ghi đúng cái tên, nó là tên mạng SkyMyNet này, cái URL nó bạn copy như này và cái ID chuỗi như này, ký hiệu của nó là Sky và bên dưới là cái khám phá khối nhé. Còn nếu như mà thêm trên điện thoại bằng cách là cái cách mình hướng dẫn là bạn thêm tự động nhé. Các bạn chỉ cần là lấy cái liên kết của mình và các bạn dán vào cái phần đỉ áp ở trên ví MetaMask, xong rồi mình sẽ kéo lên cuối trang là mình sẽ nhấp vào nút là thêm tự động. Đó, như vậy các bạn vừa là lấy cái liên kết này thì các bạn kéo lên cuối nhé. Kéo lên cuối thì các bạn bấm vào cái biểu tượng ví MetaMask đây là SkyMyNet, thì bạn bấm vào là phê duyệt đây là tự động thêm vào ví cho mình. Trên ví này mình cũng không liên kết với trang Ezop nên là mình cũng không thêm. Và bên dưới thì nó cũng cho mình một số cái đường dẫn, như là cái trang Bixer là cái phần cầu lối mà chuyển cầu số ACK nhé. Và cái phần Stake đây nó cũng có phần Stake này. Thì cái phần Stake này nó cũng giống như là cái dự án con DAO ấy, mình cũng là connect ví. Và mình sẽ là nạp cái đồng Sky vào, mình sẽ stake nhé. Nhưng mà tạm thời giờ những cái phần là stake hay là những cái mà cái cầu nối thì mình cứ tạm thời mình chờ bên phía dự án họ cung cấp. Trong lúc này mình cũng chưa nhất thiết là mình swap đâu, và mình sẽ chờ khi nào mà dự án họ thông báo là sẽ niêm yết trên sàn nào thì lúc đấy mình sẽ là rút cái đồng Sky về cái sàn đấy mình bán nhé. Và nếu như bạn nào muốn kiểm tra cái mã ví của mình xem dự án đã chuyển cho mình cái đồng Sky về như thế nào thì các bạn bấm một cái trang khám phá khối nhé. Các bạn sẽ là dán cho mình cái contract vào đây, dán mình cái mã ví ấy, các bạn bấm vào enter này thì sẽ hiện lên ví dụ của mình ấy là mình nhận được là 1470 cái đồng Sky nhé. Thì tương đương với trên ví của mình cũng có là 1470 cái đồng Sky. Và khi nào có thông tin mà rút đồng Sky nào về những cái sàn nào mình bán thì mình sẽ ra video mình hướng dẫn cho bạn biết được. Còn bây giờ mình xin là gửi đến các bạn là video hướng dẫn. Mình cũng xin là dừng video đây. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.